cây lưỡi hổ về. Giờ mình sẽ nhân giống bằng lá nữa về. Cái này dễ sống lắm. Đây cái gốc này mình nhổ đây. Phần gốc này các bạn cứ trồng, các bạn cắt chừa lại 2/3 rồi. Tại bây giờ mình trồng thì nó cũng mất nước, mất sức quá. Thì sẵn mình cắt luôn. Mình cắt luôn là mình dâm luôn. Còn phần gốc này các bạn nha, để lại để trồng vô chậu. Rồi các bạn canh khoảng chừng 15 cm. Nhớ là vết cắt phải cắt cho nó ấy chứ không là nó dập. Rồi cứ vậy canh 15 cm. Đấy rồi, mình cắt xong rồi. Đây, bây giờ mình cho vô chậu rồi. Rồi các bạn trồng nha. Phần này là phần để mình trồng cái cây gốc này. Thì các bạn để ở dưới một lớp than nha. Cái lớp than này dùng để gì, để cho ẩm nước rồi nó thoát ra được các bạn. Hai nữa nó cũng cung cấp một phần chất khoáng chất cho cây nha. Mình kiếm cái chậu mình bỏ vô. Rồi đây là phân trùng quế. Rồi mình trấu các bạn. Đầu tiên mình cho trấu xuống dưới. Đây, những cái cây mang về đây thì các bạn để ý nha. Những cái cành này dù nó cong này cắt bỏ bớt để cho nó thẳng để dễ trồng các bạn. Phần đó cũng không cần thiết. Đó, như vậy là được. Mình cắt đi cho nó đỡ dọc. Rồi như chậu này thì mình để 3 cây. Đó, các bạn cứ chia nó đều, phân bố đều trong cái gốc là được. Rồi các bạn. Rồi đây phân trùng quế này. Phân trùng quế này thì mình cứ đổ trực tiếp trên gốc thôi. Cây này rất dễ sống nha các bạn. Nhưng mà trong giai đoạn đầu thì mình nên để trong cái bóng mát. Thời gian sau mình hãy đưa ra ngoài thì cây nó sẽ tốt hơn. Rồi các bạn nhớ để ý. Mình cắt cây thấp, cao, cao vừa và cao nữa thì tạo cái bố cục cây sau này nó rất là đẹp. Đó, thì vậy là xong. Các bạn cần thiết thì rải một lớp cát lên, sau này rải một lớp cát trắng lên đây là rất đẹp. Rồi vậy thôi, xong rồi. Rồi đến phần dâm. Thì dâm thì không cần dinh dưỡng vậy các bạn, cứ vậy đổ thôi. Nhớ cắm đầu đuôi nha, mình phải làm dấu trước rồi mình sẽ lộ. Rồi các bạn, mình tưới nước thôi. Cái mầm rồi mình nó liền xẹo ra rễ, các bạn đem ra dâm. Rồi cho các bạn nha.